Dạ. Ừ. Cái mắm cho bánh hỏi. Ừ. Ồ, quá đã. Hôm nay mình sẽ làm heo quay nha các bạn. Heo quay với cái lò chiên không dầu. Đó, bây để mình ốp xong rồi bắt đầu mình để vô mình quay nha các bạn. Để coi như thế nào. Bây giờ mình ốp trước cái đã. Gạo rồi nha các bạn. Mình sẽ ăn với bánh hỏi heo quay nha các bạn. Vô siêu thị mua miếng thịt về rửa sạch luộc lại cái xong rồi nè các bạn. Bây giờ là ướp cái là quay thôi. Đây các bạn, gần chín rồi các bạn. Quét cái nước vô được rồi vô. Nó đen quá các bạn. Đó. Quét cho nó có màu đen. Đó, gần chín rồi các bạn. Cho nó vô. Nước mắm mình làm rồi nè các bạn. Các bạn bắn cái, bắt cái nước lên. Bắt bỏ nước mắm vô nha các bạn. Bỏ miếng khóm vô cho nó thơm các bạn. Nước mắm á. Không tội hết nha các bạn. Chiên bánh hỏi thôi. Hết ý. Hết sảy còn 17 nha các bạn. Đây. Hôm nay mình ăn bánh hỏi nha các bạn. Mâm bánh hỏi của mình nè các bạn. Đó. Đây là chén nước mắm nha các bạn. Đó, cho nước mắm. Tội ớt. Heo quay. Nhìn nó đen đen vậy chứ không phải khác các bạn à. Đó. Đây. Đây. Quá xa lạ. Đó, bánh nội của mình nha các bạn. Quá xa đà luôn. Rồi chào đi. Ba. Ừ. Mời bạn bánh nội các bạn. Rồi. Chanh mắm vô. Chanh mắm vô mình. Chan vô. Dạ. Ừ. Cái mắm cho bánh hỏi. Ừ. Ồ, quá đã. Ồ, quá đã. Mình thấy cái đèn kiếm ngon. Quá đã. Ừ.
muốn mình cho lên đó đường cũng có giòn mà da hơi cứng không chút bạn. Cánh tự nghĩ đang chết màu luôn bạn. Ăn miếng thịt mà lại lỡ gãy ngay răng là mệt à. Ngay chồng thôi. Quá ngon rồi, quá ngon rồi. Ở trong không chứ có ngoài đâu. Không cho anh thử qua rồi. Mình thử rồi, có hành thử qua rồi. Chưa? Anh bài. Còn cơm giờ hết đó không? Cơm còn á. Đó, tối giờ thấy nó hèn cơm. Sắp mặt cậu đúng không? Rất là giòn, rụng rụng. Có mía cũng cứng. Hay là do heo không biết. Không, heo ngon mà. Thì đó, nó giòn, nó cũng giòn, có mía thì nó giòn. Không muốn nó cứng. Em mua heo cho siêu thị mà. Chất lượng mà, tao nghe giỡn đó. Uống nó má không việc tôi mà ba làm. Không à. Sao đó mình dầm vô ly mà. Dầm vô ly nè, uống nó tự làm. Làm cho mấy con bay ăn, mơ mốt con bay làm, cho mấy con kia ăn, không bụng bệnh. Đó, nhưng mà rồi uống rạo. Bây giờ mấy ông về phục vụ chợ đó chữ. Mấy bà nói với nhau á, bà con rồi lại nhắn toàn ngồi cũng có đi phục vụ chợ nó không à. Mình ăn mà được ai? Yeah.